Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. See you right here. Let's go. Play. Gió ở đây nổi lên rất to. Một chiếc máy, ok. Chúng ta đâu, mình lên trên này nhìn xem có chúng ta không. So let's go. Đến bức tường, trong này không có gì. Rồi mình sẽ đi đường bên kia xem thế nào. Chúng ta tiến lại gần đây. Mất rồi. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Roblox. Let's go. Pika.
cần có một chiếc chìa khóa màu xanh lam. Xanh da trời. Wow, ta chỉ có leo mình thôi, chạy thôi. Mình sẽ đợi những anh chàng kia mở khóa. What? Oh my gosh. Wow. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Tên Tita. Ok, mình sẽ vào trong West 2. Cedar Bluff. Đằng sau có người vừa đánh mình. Ok, đây rồi. Bài anh chàng này liên tiếp đánh mình. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Slenderina Asilu. Bật lên, let's go. Đây là một tựa game bóng ma trong bệnh viện. Đây, chiếc chìa khóa không có rồi. Mình phải đi từ căn phòng 1. Chiếc chìa khóa đầu tiên. Quay ngược lại luôn. Ở đây thì các bạn phải đi tìm 8 tờ giấy. Let's go. Tờ đầu tiên. Ông ta đang gần đây. Let's go. Wow. Bà ma cứ rất là ảo luôn. Họ làm tí máu. Cost.
Khi các bạn tìm hết ở rìa ngoài thì sau đó các bạn sẽ phải tìm đến rìa trong. Wow, phòng này rất là dài và rộng nên không có gì ở đây. Oh man, tờ thứ tư và đây là tờ thứ năm. Let's go. Oh my gosh. Gần 1 phần 3 cái máu thôi. Sau đó các bạn đi ngược lại. Đó là các bạn vào trong. Và khi vào trong thì các bạn sẽ tìm đủ thêm 3 tờ nữa là các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát được khỏi bệnh viện ma này. So ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Trường quét hô hoa. Let's go. Sửa lại bộ răng cho cá mập. Và chiếc răng khá là đẹp. Tiếp tục vào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới tiếp theo. Dispatch. Start game. Thank you.
một chiếc chìa khóa. Ok. Đây có một cái nút nháy màu đỏ. Lấy luôn. Ok, let's go. Let's go. Bóng như đang ở gần đây. Mình sẽ vá cầu này. Rồi. Chúng ta đang đứng ở kia. Xem ta đi đâu. Okay, let's go. Cái này cần phải có một chiếc chìa khóa nên mở cái này ra. Ok. Xem chiếc chìa khóa ở đâu. Như đây. Vẫn không được. Oh my gosh. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Quen đi ra. Chúng ta còn 34 máu thôi. Uống nào. Boom. Thank you.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Evinun, let's go. Wow, ok. Cool. Một cái chỗ. Mình sẽ đi ra ngoài này xem thế nào. Wow wow wow. Bảo tàng ngay đằng sau mình. So let's go. Một sợi dây điện. Đây là một cái cờ lê. What? Kêu rất là kinh khủng luôn. Bà này thờ quỷ Satan. Xong rồi bà ta bị như kiểu là bán linh hồn cho quỷ. Rất là hại luôn. Được rồi, bà đây sẽ có gì không? Đây là thờ tiệu của bà. Wow. Đấy chắc là để cuốn sách đây. Rất là kinh khủng luôn. Sợ thật. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Pick guy. It gives
from Peach. Let's go. Yeah, let's go. Thoát đâu, có một cách nào đó. Wow, bắt đầu con lợn ra tay rồi. Oh my gosh. Wow, 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 wow. Oh my gosh. Wow, dear. So ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.